Thực ra ấy, thì là đối với những cái trường hợp mà hai vòi trứng mà bị tắc mà có biểu hiện là nhìn thấy hình ảnh là vòi trứng ứ dịch hay là vòi trứng tắc đoạn xa hay là vòi trứng giãn tắc ấy, tại loa vòi đấy thì chúng tôi không khuyến cáo các bạn là đi thực hiện phương pháp bơm thông hai vòi tử cung. Bởi vì là cái phương pháp này nó có khá là nhiều những cái rủi ro. Ví dụ như trong trường hợp là vì sao mà vòi trứng của bạn lại giãn tắc, đấy là do cái vòi trứng của mình nó bị viêm nhiễm tại vòi trứng. Và khi mà mình thực hiện cái thủ thuật và bơm thông hai bên vòi trứng đấy thì nó giống như là một cái viêm nhiễm nó đang được khu trú tại vòi trứng rồi, thì bây giờ mình có thể là gì, làm cho cái vòi trứng nó mở ra và nó đưa cái viêm nhiễm đấy đi vào trong ổ bụng đấy, điều đấy nó sẽ rất là nguy hiểm. Tất nhiên là gì, khi phẫu thuật nội cái nó khác so với phẫu thuật nội soi. Cái phẫu thuật nội soi thì ví dụ như vòi trứng mà mình có thể là gì, mở thông hai vòi trứng, thì cái đấy nó là một cái kỹ thuật rất là khác. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại, khi mà các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản rất là phát triển, thì chúng tôi không khuyến cáo các bạn sử dụng cái phương pháp bơm thông hai vòi trứng, trong nhất là trong những cái trường hợp vòi trứng ứ dịch rồi là ứ mủ thì càng không. Đấy thì đối với cái trường hợp của bạn thì nó cũng sẽ quan trọng là nó phụ thuộc vào tình trạng của mỗi bạn. Mặc dù nói là ứ dịch thôi nhưng mà mỗi bệnh nhân thì cũng khác nhau lắm. Có những cái trường hợp mà đoạn vòi trứng của bạn ứ dịch mà to như cả cái to 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 rất là to trên trên siêu âm, nhìn giống như một cái khúc ruột, một khúc đại tràng trên siêu âm, thì cũng phụ thuộc vào tình trạng của mỗi bạn. Thì thông thường là với những cái trường hợp này thì chúng tôi sẽ khuyến cáo là gì, mình có nên là tiến hành một cái phẫu thuật nội soi với những cái trường hợp mà vòi trứng nó đã bị viêm nhiễm, đã bị hủy hoại hết rồi, thì có lẽ là mình nên cắt bỏ nó đi để mà mình sau đấy thì mình tiến hành làm thụ tinh trong nghiệm để làm giảm ảnh hưởng nhất của những cái vòi trứng ứ dịch lên cái kết quả thành công của thụ tinh trong ống nghiệm. Còn cái vòi trứng bên còn lại của bạn mà thông hạn chế, ví dụ như chúng tôi thấy là thông hạn chế thôi nhưng mà mình có thể là gì, mình xử lý để mà giúp nó thông tốt hơn, thì chúng tôi cũng sẽ bằng cái phương pháp phẫu thuật nội soi thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để cái bên bên đó nó trở lại cái chức năng để bạn có thể có thai được tự nhiên. Chứ còn về cơ bản thì đối với những cái trường hợp mà vòi trứng tắc rồi, chúng tôi không khuyến cáo bạn thực hiện cái phương pháp bơm thông hai vòi tử cung, và thực hiện cái phương pháp mà bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Sau khi bơm thông hai vòi tử cung ở những cái trường hợp này thì cái tỷ lệ có thai nó rất rất là thấp, mà nếu mà trong trường hợp mà bạn có thai thì cái nguy cơ mà trở ngoài tử cung thì nó sẽ rất là cao. Chính vì thế cho nên là bạn hãy thận trọng và tìm hiểu thật là kỹ trước khi mà tiến hành bất kỳ một cái kỹ thuật nào.